Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 10 tháng 3, thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, các cơ quan chức năng đang xác minh để xử lý những trường hợp đăng tải thông tin sai lệch về nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn trên phố Trần Cung, quận Cầu Giấy, Hà Nội nội dung các bài đăng này cho rằng người vi phạm là tô lan hương và là cháu một lãnh đạo bộ công an tuy nhiên khi công bố thông tin được đổi ngược tên thành lht cùng với đó là hình ảnh trang facebook cá nhân có tên là lan hương tô đại diện cục cảnh sát giao thông khẳng định thông tin được lan truyền là sai sự thật nữ tài xế vi phạm tên là lương hồng trang trú tại quận tây hồ hà nội Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông công an Hà Nội cũng đã xác minh rõ nhân thân nữ tài xế, thông qua công an phường Phú Thượng, nơi chị này chuyển đến sinh sống từ tháng 8 năm 2023. Chủ tài khoản tên Lan Hương Tô sau đó cũng phải đính chính thông tin rằng chị không phải là người vi phạm trong sự việc trên, đồng thời cũng không có mối quan hệ họ hàng với lãnh đạo Bộ Công an như trong các bài đăng trên mạng xã hội lan truyền sự việc khiến người phụ nữ này bị nhiều tài khoản mạng xã hội kéo vào chửi bới trong nhiều ngày qua. Liên quan vụ việc, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cũng đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ra quyết định xử phạt hành chính, áp dụng mức tiền phạt trung bình 35 triệu đồng. Hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng đối với nữ tài xế Lương Hồng Trang. Nữ tài xế này cũng sẽ bị tước giấy phép lái xe lên đến 24 tháng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày làm việc. Trước đó khoảng 23 giờ ngày 5 tháng 3, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 nhận được tin báo về vụ va chạm giao thông xảy ra trước cửa số nhà 38 Trần Cung, quận Cầu Giấy. Nhận được tin báo, đơn vị đã nhanh chóng cử cán bộ chiến sĩ đến hiện trường giải quyết vụ việc. Tại hiện trường, cảnh sát xác định ô tô mang biển kiểm soát 30H 119.XX do chị Lương Hồng Trang sinh năm 1988 trú tại quận Tây Hồ điều khiển và chạm với xe máy 30Z568.XX do anh NVA sinh năm 1999 trú tại quận Bắc Từ Liêm điều khiển. Vụ việc khiến nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem và quay video livestream phát trực tiếp trên mạng. Một số trang mạng xã hội đưa thông tin nữ tài xế trong quá trình tranh cãi với người điều khiển mô tô đã nổ bản thân là người nhà của lãnh đạo bộ. Trung tá Phạm Văn Kiến Đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên. Qua xác minh, chị Lương Hồng Trang đang là lao động tự do không phải là đảng viên. Vì đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cũng khẳng định, đây chỉ là một vụ va chạm giao thông bình thường, nhưng nhiều cá nhân cố tình đăng tin sai lệch lên mạng xã hội, tạo dư luận không tốt đơn vị đang phối hợp cùng cơ quan chuyên môn làm rõ việc một số người tung tin không đúng này. Một số cá nhân đưa thông tin sai tạo dư luận không tốt và gây ảnh hưởng đến các cá nhân không liên quan đến sự việc. Hiện có người đã phải đăng giải thích nhằm tránh rắc rối, vì đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 nói. Theo thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận, thông tin ban đầu vào khoảng 18 giờ 0 phút ngày 9 tháng 3 năm 2024, kho tạm giữ xe mô tô vi phạm hành chính, xe tăng vật của Công an huyện Tánh Linh bốc cháy dữ dội. Ngay khi phát hiện cháy, công an huyện Tánh Linh đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ và người dân gần đó tham gia chữa cháy, đồng thời báo cáo ngay cho công an tỉnh để điều động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ và phương tiện của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Đức Linh, đóng quân cách công an huyện Tánh Linh gần 10 km lập tức đến hiện trường tập trung chữa cháy và tiếp tục huy động thêm phương tiện của đội chữa cháy trung tâm phản thiết lên hỗ trợ chữa cháy. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Lê Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy. Hình ảnh từ người dân quay lại cho thấy ngọn lửa bùng phát nhanh, cột khói đen cuồn cuộn bốc lên cao, người dân hiếu kỳ đứng xem bên ngoài đường rất đông, nhiều người còn live stream lên mạng xã hội. Đám cháy dữ dội, gió đẩy cột khói đen bốc cao hơn 20 mét, tỏa ra cả khu vực, đường dây điện kế, hàng rào cũng bị cháy lan. Thời điểm đó, lửa càng lúc càng bắt mạnh đỏ rực trong đêm, kèm tiếng nổ, nhiều người đi đường phải dừng xe để đảm bảo an toàn. Một người dân địa phương nói, lửa cháy lớn quá, ô tô không dám chạy qua. Đến 18 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Bước đầu xác định khoảng 200 xe mô tô là tang vật vi phạm hành chính bị cháy hoàn toàn, không có thiệt hại về người. Hiện Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan đến ngay Công an huyện Tánh Linh để phối hợp tiến hành khám nghiệm hiện trường xác minh, làm rõ nguyên nhân và xác định thiệt hại do vụ cháy gây ra. Trước đó, ngày 5 tháng 3, một vụ hỏa hoạn cũng xảy ra tại bãi xe trên đường Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Theo người dân, ngọn lửa bốc lên từ bãi giữ xe. Nhiều nhân viên trông giữ xe cùng người dân dùng bình cứu hỏa mini dập lửa nhưng không thành. Ít phút sau, lửa bùng lên dữ dội, khói đen bao trùm cả bãi giữ xe và phát ra nhiều tiếng nổ. Nhiều người vội di rời các xe máy và xe ô tô đi nơi khác để tránh cháy lan. Sau khoảng một giờ đồng hồ, lực lượng chức năng mới dập tắt được đám cháy. Vụ hỏa hoạn khiến một người bị bỏng nhẹ, hai xe ô tô bị thiêu rụi hư hỏng, hai xe máy bị cháy lan mới đây theo bộ công an cho biết khi mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng do nguyễn văn hậu và đồng phạm thực hiện xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản thăng long công ty bất động sản thăng long và các đơn vị liên quan Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Hậu, các bị can đối tượng liên quan, tài liệu điều tra xác minh, Bộ Công an đã tiến hành khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 9 bị can là cán bộ, lãnh đạo, bí thư, chủ tịch, cựu chủ tịch các tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan về các tội nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi đã có nhiều ý kiến thắc mắc về việc vì sao cùng là các cán bộ nhận quà tiền của doanh nghiệp nhưng có thể bị xử lý về các tội danh khác nhau có khi chỉ bị kỷ luật về vấn đề này theo tiến sĩ luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp đánh giá tội nhận hối lộ là một trong các tội danh thuộc nhóm tội phạm về tham nhũng và chức vụ tội danh này xâm phạm đến tính đúng đắn của hoạt động công vụ gây ảnh hưởng đến uy tín của đảng và nhà nước xói mòn niềm tin của nhân dân đối với các cấp chính quyền bởi vậy, trong thời gian qua, không ít các cán bộ đã bị xử lý về tội danh này trong các đại án tham nhũng. Trong nhóm tội phạm về tham nhũng thì có nhiều tội danh khác nhau như tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ, tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó, nhận hối lộ thường kéo theo tội đưa hối lộ môi giới hối lộ. Đó là những hành vi có tính chất thỏa thuận giữa người có chức vụ quyền hạn và người khác để thực hiện công việc theo yêu cầu của người đưa hối lộ và chuyển giao lợi ích cũng theo tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, theo quy định của Đảng và pháp luật về phòng chống tham nhũng thì cán bộ lãnh đạo người có chức vụ quyền hạn không được nhận quà, lợi ích từ cấp dưới hoặc từ các tổ chức cá nhân trong phạm vi quản lý của mình. Bởi vậy trường hợp cán bộ lãnh đạo nhận quà của cấp dưới hoặc của tổ chức cá nhân do mình quản lý thì tùy vào từng trường hợp có thể bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hành vi nhận quà trái với quy định mà chưa thực hiện hành vi trái pháp luật và không có sự thỏa thuận với người đưa quà về công việc phải làm thì người nhận quà sẽ bị xử lý kỷ luật. Trường hợp có sự thỏa thuận giữa người tặng quà, cá nhân, tổ chức và người nhận quà, người có chức vụ quyền hạn về công việc phải làm, giá trị lợi ích sẽ chuyển giao thì đây là hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ. Người thực hiện hành vi đưa và nhận hối lộ sẽ bị xử lý hình sự theo điều 364 và 365 Bộ luật hình sự. Mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng do Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm thực hiện xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 16 trên quy đề CSKT P7 ngày 26 tháng 2 năm 2024. Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Hậu, các bị can, đối tượng liên quan, tài liệu điều tra xác minh tại ba tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long, và các đơn vị có liên quan thực hiện các quy định của Đảng nhà nước có liên quan. Ngày 7 tháng 3 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an quyết định khởi tố bổ sung vụ án về các tội nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi xảy ra tại tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan. Các bị can gồm Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Cao Khoa, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Các bị can bị khởi tố cùng về tội nhận hối lộ quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam khám xét đối với Hà Hoàng Việt Phương, trưởng ban quản lý khu kinh tế Trung Quốc và các khu công nghiệp, nguyên phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, Phạm Ngọc Thủy, phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải, nguyên trưởng phòng kỹ thuật và chất lượng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, Lê Quốc Đạt, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nguyên trưởng phòng quản lý đầu tư Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi và Phạm Ngọc Cương, phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, điều 222 Bộ luật hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam khám xét đối với Đặng Trung Hoành, Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi, quy định tại khoản 3, điều 366 Bộ luật hình sự. Ngày 8 tháng 3 năm 2024, sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án làm rõ các sai phạm khác của tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo quy định để thu hồi tài sản cho nhà nước. Ngày 10 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước vẫn tiếp tục điều tra làm rõ vụ án giết người xảy ra tại thị xã Chân Thành vào trưa ngày 9 tháng 3. Người gây án là Nguyễn Đức Thiện Tâm, sinh năm 1977, quê ở Tiền Giang, còn nạn nhân là chị Hát, vợ cũ của Tâm. Tại Cơ quan Công an, theo lời khai ban đầu, Tâm và chị PTKH, sinh năm 1978, quê Đồng Tháp, từng là vợ chồng và có con với nhau, hai người con. Sau khi ly hôn, hai người con ở cùng chị Hát tại tổ 8, khu phố 2, phường Hưng Long, thị xã Trân Thành, tỉnh Bình Phước. Còn Tâm ở tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Tâm thừa nhận, mặc dù đã ly hôn, nhưng hai người vẫn giữ liên lạc và có nói chuyện. Trong thời gian này, hai người xảy ra mâu thuẫn, bực tức Tâm đến tìm chị Hát để giải quyết. Đầu giờ chiều 9 tháng 3, Tâm chạy xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh lên Bình Phước gặp vợ cũ. Trước khi đi, Tâm đã chuẩn bị dao ngắn và dao rượu dài. Tại đây, lời qua tiếng lại Tâm dùng rửa chém liên tiếp nhiều nhát vào người vợ cũ khiến người này tử vong tại chỗ. Như đã đưa tin, trước đó mạng xã hội chia sẻ video ghi lại cảnh một người đàn ông đánh người phụ nữ ngay bên đường. Thấy vậy, người dân chạy lại can ngăn thì bị đối tượng này hù dọa. Người đàn ông này còn chạy lại xe máy lấy một con dao rửa tiếp tục chém người phụ nữ đang bò dưới đất. Thấy đối tượng quá hung hăng, nên người xung quanh không dám chạy lại can ngăn mà dùng ghế nhựa thang cây dài ném người đàn ông. Trong video, còn có một đứa bé chạy lại can ngăn quỳ lại nhưng người đàn ông này vẫn không dừng lại mà tiếp tục chém người phụ nữ. Đến khi người phụ nữ nằm bất động thì người đàn ông này mới bỏ đi. Sự việc được xác định xảy ra tại một con đường ở phường Hưng Long, thị xã Chân Thành, tỉnh Bình Phước. Từ video, một số người đã cho rằng đây là vụ hỗn chiến Tuy nhiên, theo lãnh đạo công an tỉnh Bình Phước, đây không phải là vụ hỗn chiến như mạng xã hội chia sẻ mà là chồng sát hại vợ cũ, đối tượng đã đến công an đầu thú. Thông tin từ công an huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Hoàng, 29 tuổi, trú tại huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Cùng bị khởi tố với Hoàng để điều tra hành vi trên là Nguyễn Thái Hùng, 40 tuổi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Theo thông tin ban đầu, dạng sáng ngày 19 tháng 2, Hoàng đi xe máy từ tỉnh Thái Bình sang tỉnh Nam Định với mục đích tìm đến các đình đền ở tỉnh này để trộm cắp đồ thờ cúng. Khi đến thôn Đệ Nhì ở xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, Hoàng phát hiện đình Tây nằm xa khu dân cư, tường bao quanh thấp nên tìm cách đột nhập. Vào trong, Hoàng thấy ở gian ngoài treo hai bức đại tự, hai đôi câu đối. Trong cung cấm treo một bức đại tự và một bộ bát bửu gồm 10 binh khí làm bằng gỗ đặt xung quanh giếng ngọc. Hoàng chụp ảnh những đồ này gửi cho Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Vinh Nguyễn Thái Hùng lựa chọn xem đồ nào có thể bán được. Sau khi Hùng đồng ý mua những đồ thờ trên, thỏa thuận xong giá cả, Hoàng đã tháo những đồ thờ trên vận chuyển ra ngoài. Từ Thái Bình, Hùng thuê xe tải và đi cùng đến điểm hẹn tại xã Mỹ Trung, Nam Định để nhận hàng, sau đó vận chuyển về Thái Bình, cất giấu tại nhà riêng. Phó Chủ tịch xã Đông Vinh sau đó bán những đồ trên được 25 triệu đồng. Đến ngày 20 tháng 2, người dân thôn Đệ Nhì phát hiện Đình Tây bị mất nhiều đồ và báo công an. Liên quan đến vụ việc, cùng ngày nhận tin báo về việc Đình Tây bị kẻ gian đột nhập, trộm đồ thờ cúng, công an huyện Mỹ Lộc đã triển khai ngay các biện pháp điều tra, truy tìm đối tượng gây án. Qua điều tra, lực lượng công an xác định các đối tượng đã dùng xe ô tô để vận chuyển đồ trộm cắp. Cạnh đó, công an huyện Mỹ Lộc đã phát hiện chiếc xe tải màu trắng, biển kiểm soát tỉnh Thái Bình, di chuyển từ quốc lộ 10 huyện Mỹ Lộc đi qua cầu Tân Đệ, tỉnh Thái Bình vào sáng sớm ngày 19 tháng 2, có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên tiếp tục giả soát xác định được đối tượng trộm cắp là Nguyễn Ngọc Hoàng và Nguyễn Thái Hùng. Ngay sau đó, Công an huyện Mỹ Lộc phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình truy bắt hai đối tượng, thu giữ toàn bộ vật chứng. Tại cơ quan công an, Hoàng và Hùng đã thừa nhận hành vi trộm cắp. Ngoài ra, Hoàng và Hùng còn thừa nhận đã thực hiện 3 vụ trộm đồ thờ cúng khác tại các đình, chùa thuộc hai tỉnh Nam Định và Thái Bình. Công an huyện Mỹ Lộc đã truy tìm thu giữ được toàn bộ số vật chứng này. Ngoài những tang vật đã điều tra làm rõ, lực lượng chức năng đang xác minh nguồn gốc của một số đồ thờ cúng mà hai đối tượng này đã trộm cắp, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Ngày 23 tháng 2, công an huyện Mỹ Lộc đã trao trả cho Đình Tây toàn bộ vật chứng đã bị Hoàng và Hùng trộm cắp. Ngày 9 tháng 3, ông Cầm Bá Huyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận Hoàng Đình Tuấn, tức Tuấn Phò Mã hay Tuấn 36, sinh năm 1984, người vừa bị công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ về hành vi đánh bạc là công dân của thị trấn. Lãnh đạo thị trấn Thường Xuân thông tin, vợ chồng Tuấn có đăng ký hộ khẩu thường trú tại khu phố 2, thị trấn Thường Xuân. Sau khi kết hôn với một người phụ nữ ở thôn Lương Thiện, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, vợ chồng Tuấn không thường xuyên ở địa phương. Cũng theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Thường Xuân, Hoàng Đình Tuấn từng có tiền án về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Sau khi chấp hành án phạt tù xong, Tuấn cùng vợ sinh sống và làm việc tại Bắc Ninh. Về cái tên Tuấn Phỏ Mã, chính quyền địa phương cũng chỉ nghe thông tin trên mạng xã hội, chứ thực tế Hoàng Đình Tuấn có bố mẹ làm nghề buôn bán nhỏ ở chợ quê, còn bố mẹ vợ cũng là công dân lao động bình thường, chứ không phải cán bộ lãnh đạo. Trước đó, ngày 6 tháng 2, Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp Hoàng Đình Tuấn, tức Tuấn Phỏ Mã hay Tuấn 36, sinh năm 1984, trú tại tỉnh Thanh Hóa, để điều tra về hành vi đánh bạc. Theo Công an huyện Yên Phong, Tuấn được xác định đánh bạc dưới hình thức cá độ bida tại một quán trên địa bàn thị trấn Chờ, huyện Yên Phong. Hiện cơ quan điều tra mới tạm giữ nghi phạm và đang củng cố hồ sơ chứng cứ để khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Tuấn. Được biết, Tuấn phò mã nổi tiếng trên nền tảng mạng xã hội Facebook, TikTok, YouTube. Người này chuyên quay các video cách né cảnh sát giao thông một cách êm đẹp và giải thích về luật giao thông đường bộ. Thậm chí khi người đàn ông này có mặt, nhiều tổ đội cảnh sát giao thông ngay lập tức bỏ qua vi phạm. Điển hình như trong một video đăng ngày 1 tháng 11 năm 2023, Tuấn Phò Mã quay lại hình ảnh một người phụ nữ dừng xe máy trên vỉa hè, chạy đến nói chuyện với một cán bộ mặc sắc phục của cảnh sát giao thông đứng ở bốt, rồi nhanh chóng quay lại dắt xe máy rời đi. Cùng lúc này, một người đàn ông được cho là Tuấn Phò Mã ngồi trong xe ô tô chạy xe tới, nói vọng ra. Anh em thấy không? Đấy, em ra đi luôn. Sướng, chị cứ tưởng là được đi luôn đấy nha. Rất chi là may đấy nha. Sau đó, người đàn ông này hạ kính ô tô, nói với người phụ nữ, nhớ về cảm ơn em nhé, cứ về tìm Tuấn Phò Mã 36 là biết, người phụ nữ này gật đầu rồi chạy xe đi. Hiện kênh TikTok của Tuấn Phò Mã có tới 3,7 triệu lượt thích và hơn 300.000 người đăng ký theo dõi. Các clip của người này ngoài quay hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, còn có nội dung bán máy cạo dâu thu hút sự chú ý của hàng trăm ngàn người xem. Vụ án giết người rúng động những ngày qua ở Lai Châu xảy ra tại bản phiêng áng xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên vào tối ngày 5 tháng 3. Nạn nhân được xác định là chị Lò Thị Lả, sinh năm 2003, trú tại bản phiêng áng. Đối tượng gây án là Lò Văn Sươm, sinh năm 2001, trú tại bản Nậm Há, xã Nong Hẻo, huyện Sinh Hồ. Nói về hoàn cảnh của cô gái 21 tuổi bị sát hại dã man, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu chia sẻ, Hoàn cảnh của gia đình nạn nhân rất nghèo, trong nhà không có một thiết bị giá trị nào, không có cả thiết bị điện. Đối tượng và nạn nhân sống kế bên phòng của bố mẹ nạn nhân. Khi nạn nhân chết, gia đình có ý định chỉ mượn ít cốt pha của hàng xóm để trôn cất. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình nạn nhân, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Uyên đã vận dụng các chính sách của nhà nước, đồng thời kêu gọi vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình nạn nhân được gần 20 triệu đồng để lo tang lễ cho nạn nhân. Cũng theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, gia đình nạn nhân thuộc diện di dân, nạn nhân là con của một gia đình có người bố đã xây dựng gia đình lần thứ ba. Nạn nhân cũng đã ly hôn, cô gái 21 tuổi bị sát hại dã man này có hai con nhỏ. Người con đầu của nạn nhân sinh năm 2018 là con gái, người con thứ hai của nạn nhân là cháu trai sinh năm 2022. Những hình ảnh rất thương, hai cháu khóc thảm thiết bên thi thể mẹ, ông ngoại có biểu hiện về mặt thần kinh. Ngay sau khi vụ án xảy ra, lực lượng cảnh sát hình sự đã có những thông điệp gửi tới các mạnh thường quân. Đã có rất nhiều tổ chức muốn giúp đỡ hai cháu này. Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên đã và đang triển khai các bước tính toán vận dụng các quy định đưa các cháu vào trung tâm bảo trợ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra sớm hoàn thiện thủ tục tố tụng để đưa ra xử án điểm và xét xử lưu động nhằm mang tính gian đe. Theo điều tra ban đầu, vụ án sát hại người yêu liên quan đến tiền bạc chỉ để giải quyết những cơn giận trong mâu thuẫn. Được biết, cuối năm 2023, trong thời gian đi làm thuê ở Hà Nội, đối tượng Lò Văn Sương và chị Lò Thị Lả nạn nhân có mối quan hệ yêu đương. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, cả hai về nhà chị Lả tại Tân Uyên chung sống. Hai người đã chung mua trả góp một xe mô tô Honda Way Alpha, chưa lắp biển kiểm soát. Tuy nhiên, trong thời gian nghỉ Tết, do chơi bời thiếu tiền nên Sương cầm cố chiếc xe máy trên tại một cửa hàng ở huyện Sinh Hồ. Từ đó giữa chị Lả và Sương thường xảy ra mâu thuẫn cãi cọ. Vào chiều ngày 5 tháng 3, Sương đi uống rượu ở trong bàn phiêng áng về, bị chị Lả chửi mắng, gấp quần áo đuổi ra khỏi nhà của mình. Khi hai bên xảy ra cãi vã, mâu thuẫn, Sương tức giận chạy vào nhà lấy một con dao nhọn cán bằng gỗ chém hai nhát, khiến nạn nhân bị mất máu cấp, tử vong tại chỗ. Vụ việc khiến dư luận phẫn nộ và xót thương cho cái chết của cô gái còn quá trẻ, trong khi trước đó đối tượng còn đăng ảnh lên mạng xã hội. Điều đáng nói, đối tượng gây án chỉ 23 tuổi. Dù thời gian yêu nhau có mặn nồng thắm thiết, nhưng đến khi tức giận, nam thanh niên ra tay sát hại chính người mình yêu rồi nhận lấy kết cục bi thảm. Chỉ còn đó nỗi đau cho cả hai bên gia đình, cho bạn bè và những người ở lại. Điều này cho thấy với một nhân cách bị lệch lạc, khi gặp phải các tình huống không như ý, dễ làm các đối tượng cảm thấy bị tổn thương kích động, biến thành cơn giận dữ rồi gây hại cho người xung quanh. Những lệch lạc tiêu cực trong nhân cách đối tượng không tự nhiên mà có, mà đó là kết quả của quá trình giáo dục từ môi trường gia đình, nhà trường và xã hội. Theo đại tá Phạm Hải Đăng, phó giám đốc công an tỉnh Lai Châu, hoàn cảnh gia đình của đối tượng Lò Văn Sương vô cùng éo le tăm tối bố mẹ bỏ nhau lúc Sươm 4 tuổi, bố đi tù, mẹ đi lấy chồng, Sươm ở với bà nội và chú ruột đều nghiện hút. Do không được học hành, giáo dục nên Sươm không biết chữ, không nhận thức được bản chất đúng sai và sự nguy hiểm hành động của mình. Sươm nay đây mai đó không có việc làm ổn định, tài sản chung với nạn nhân là chiếc xe máy. Sươm cũng cầm cố để lấy tiền chi tiêu và thậm chí để mua ma túy sử dụng. Trước khi ra tay tàn độc với người tình, Dương đã uống rượu và bị kích động mạnh do bị chửi bới đuổi ra khỏi nhà. Kết quả xét nghiệm của cơ quan y tế, Dương dương tính với ma túy. Từ vụ việc đau lòng trên cho thấy, gia đình có vai trò quan trọng trong giáo dục nhân cách sống của mỗi người. Để phòng ngừa ngăn chặn hiện tượng trẻ hóa tội phạm, giải pháp căn cơ nhất là giáo dục. Nếu thiếu vắng đi sự dạy dỗ của cha mẹ từ nhỏ, sẽ khiến những đứa trẻ này có suy nghĩ lệch lạc và dễ vi phạm pháp luật.